Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày thứ 6 thật là bùng nổ. Ôi dồi, mưa vãi cả trường luôn. Nhưng mà mưa thì mưa, vẫn cứ phải chơi cái sự kiện luân hồi điện thôi anh em ơi. Hôm nay ra sự kiện là Phù Thiên Diễn. Mặc dù là mình chưa đủ để có thể là lấy được cái thần thông cam, nhưng mà thôi, chơi rồi. Tích nhiều quá là sỏi thận ấy. Hôm trước vừa đi khám viêm đường tiết niệu. Ít ơi, chuẩn bị sang sỏi thận đến nơi anh em ạ. Chết dở đấy. Là mới miễn phí luôn anh em ơi. Hy vọng rằng là hôm nay lộm ra được cái thần thông cam ở đấy cho nó ngon lành cành đào tí chứ. Nào, phát nữa đi. Đây rồi. Nhiếp hồn cập thân. Ăn thua. Kim kia đầy minh, nuôi hồn rút tủy. Ok. Anh em chơi sự kiện được chưa? Anh em xả được bao nhiêu vé rồi? Chắc nhiều ông mà tích lũy nhiều chắc bao giờ lụm luôn đi thần thông đỏ đi chứ. Thần thông cam quên, dương màu đỏ nhưng thần thông mở ra là thần thông cam anh em nhá. Cố lên mở chậm chậm thôi để cho nó ra mấy cái màu cam đi, mở nhanh quá méo ra được anh em ạ. Ừ, thực sự luôn kim kia để mình à. Trời ơi. Còn làm cái lục thế này. Ôi giời quá nhỉ. Anh em tin đây. Ok. Tiếp tục đây. Chấn tâm chú, ôi ôi, ngon, có cái chân tâm chú, được quá nhờ, ôi dồi, thật là tuyệt. Ờ, vừa có cái tin nhắn Zalo mới nhớ, hè với anh em luôn, mình lập một cái bang, một cái nhóm Zalo về bang của mình. Không thể tin được, bang của mình đã đổi tên. Trời ơi, hôm trước làm video, quê với cửa trưởng, bảo bảo, ngoài cái bang, bang gì nhỉ? Giờ mình không biết bang mình đổi tên thành cái gì luôn. Cái này là bang nào nhỉ? Còn mấy cái thằng ở đâu này, trông lạ với cửa trưởng luôn, hai người ở đâu? Hôm qua vừa check Zalo thấy bảo là bang mình đổi tên anh ạ. Ồ. Không thể tin được, ảo thật đấy. Rồi. Nhìn chung là dạo này mình bận quá. Có mấy cái dự án thế là thành ra là nó bị phân tán lực lượng, lại sư tử hống mình đích chơi. Xong rồi. Đèn thế. Hoàng quá anh em ơi. Xem tổng cộng là được bao nhiêu? 300 600 1000 1400 ảo ma Canada thực sự luôn đấy. 1400 thì có đủ không? Rồi luôn. Phần tâm hỏa tiếp tục. Ok, cái gì đấy? Ai gì nữa? Ra đi. Tin đấy. Trời ơi. Như cức vậy. Đột phá lên cái đã. Thôi được, cái tam muội hỏa này dùng tạm. Nâng phát lên level 50 nha anh em. Trang bị được thêm cái ấn ký nữa để mình có thể là tăng thêm lực chiến dung hợp nhanh xem nào. Trong túi của mình chắc là có thêm một số cái ấn ký đây anh em ạ. Ấn ký đây 31 cái luôn. Xin. Cái nào màu lam với cả màu tím nhỉ? En W. Đây. Lại nha anh em. Đây. Ghép đi. Rồi. Không được cái nào nó phẩm chất nó ngon lành cành đào hơn vậy. Dưới này xem nào. Trời ơi. Ảo thật đấy. Rồi luôn. Không có cái nào giảm sát thương cuối phẩm cao hơn. Bực thực sự luôn anh em ạ. Cái này thì nếu như để tăng sát thương cuối thì nó cũng ok đấy. Nhưng mà thực ra ok nhất nó phải là cái này cơ. Hay à, thôi hay sát thương cuối vào đi. Kia nhìn ít phần trăm quá, không được bao nhiêu cả. Đây rồi, chấn tâm chú ngon này. Cái mỗi cái chấn tâm chú là mình đang chơi, còn lại là như hạch hết anh em ạ. À đây có cái này là cũng tăng được nhiều yêu lực này. Đấy, nhìn vạn luôn, 3,6 ức rồi này. Sư tử hống à. Sư tử hống thì deck được rồi. Sư tử hống bắt buộc là mình chơi cái giải thi pháp rồi. Tu La Thân thì cũng thế. Xem nào. Đột phá lên. Ôi nhiều đấy. Hôm nay mình sẽ đột phá hết nha anh em ơi. Wow. Rồi kim quang hộ thể này. Lên luôn. Tiếp tục. Rồi. Wow. Được luôn. Tí nữa mà check đồ giám lên một đống lực chiến bây giờ mà. Đấy, anh em thấy không, chuột ỉa lâu châu ỉa mấy chốc đâu. Lực chiến của mình lại lên đấy mà. Chẳng qua là mấy hôm lười quá chưa xả đào thôi. Anh em nhìn thấy mình có 5.000, 6.000 đào nữa. Không phải là mình tích. Là dạo gần đây có mấy game mới ra. Mình đang phải làm mấy cái game đấy.
đâu nhỉ? Đây. 1 2 3 3 phát thôi à? Ok nhá. Rồi. Rồi. À đúng rồi. À hôm qua vừa lên mạng đọc quả. Quả tít cay với cả trưởng luôn, mấy ông pháp sư Ấn Độ. Mèo hiểu. Gắn cái gì vào trong giả lập BlueStacks? Ủa mày vai cả trưởng luôn. Hôm trước vừa có một ông người Ấn Độ tên gì Abulaza cái gì, mình biết ngay là mấy ông Ấn Độ rồi, gửi quả email là: ôi bạn ơi, bạn có thể promote cho mình cái giả lập cái gì nhỉ, BlueStacks không? Ôi nếu như bạn quan tâm thì vui lòng ấn vào cái đường link này để liên hệ với chúng tôi. Ôi không 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 không, mình biết ngay, khả năng cao là lừa đẻo. Thế thôi mình không ấn vào cái đường link đấy. Hôm qua vừa lên đọc cái quả tin, nó gắn cái ví gì ấy, ví cái gì crypto, cái gì toto ấy. Trời ơi, ảo Macara vãi trưởng luôn, lấy thông tin người dùng mày quá. Lâu rồi cơ bản là mình kiểu lại đi quảng cáo cho LD, thế là từ cái năm 2021 là mình đã chuyển sang dùng LD à. Ồ mày thế, check LD thì không việc gì. Cái dở đấy, mày quá anh em ạ. May không bú cái job kia không thì bây giờ khả năng bay kênh à. Rồi. Đây. Ôi nhiều thế nhở. Chính ra mấy cái lục lam này thì nâng dễ này. Tí nó kích được một đống đồ giám này anh em này. Ba đầu sáu tay luôn này. Ảo thật đấy. Thì lân ti. Rồi. Lố nhở. Hôm qua mình vừa nhờ vợ mình vào chơi cái sự kiện đại hội luyện khí. Vợ mình bảo: ôi anh ơi, nay game ra lắm sự kiện thế, nhìn hoa cả mắt. Nhưng hôm qua nhờ vợ mình vào chơi phát là cũng được phun vòng. Chung là cũng ok đấy. Vợ mình chơi cái đấy 2048 cái gì đại hội luyện khí đấy, kinh phết. Ra gì vào này nọ đấy, không đùa đâu. Nhận thần thông. Còn đâu đồ giám này, tăng cấp một phát này. Ít bị chết đấy. Thế chết rồi. Tưởng là tăng một đống nhưng ai ngờ đâu tăng được có tí anh em ạ. Hết. Lên được 3,64 ức anh em nhé. Tiếp tục là quất những cái sự kiện đây xem nào. Check qua tí nhờ, gói siêu hời xem nào. Nhận luôn. Ok. Chứ chết rồi. Sắp hết thẻ tháng rồi. Lại bắt phải nạp đấy mà. Sợ đấy. Nếu như mà thế anh em luôn, nếu như mà không có thẻ tháng chắc mình bỏ game lâu rồi. Mà bắt buộc phải nạp cái thẻ tháng chứ biết làm sao bây giờ. Không có thẻ tháng chặt cây thẻ luôn. Mất thời gian vãi cả bìu. Ôi đầu tư 129k một tháng. Làm video cho anh em vậy, chặt cây nhìn cho đỡ ngứa mắt. Rồi. Mặc dù là nghèo lắm nhưng mà thôi. Vì anh em. Vì em. Vì em. Anh nguyện là bầu trời nắng hà. Dù cho bão tố mưa xa, anh vô tình hái một nhành hoa tặng em, tặng em. Ui, hề luôn, má nó ám ảnh cái thằng vì em đấy một thời gian trên TikTok. Ôi dồi ôi, anh em nào mà biết cái quả đấy thôi chắc được. Thật đấy. Hội vấn đạo á? Ủa? Đây là sự kiện cũ mà đúng không? Hôm nay nó chỉ lặp lại thôi mà. 3.000 điểm, 4.000 điểm. Ô, chơi đi. Nó ra từ hôm qua thì sao ạ? Thôi chết rồi. 3,43 ức này, 3,47 ức này. Ô, 3,47 ức, 520 điểm đánh luôn. À, này nó cũng chơi choáng anh em ạ. Mày, xem choáng ai mạnh hơn. Xem choáng ai mạnh hơn. Ôi luôn. 520 điểm ngay. Phi Long à? Ây à, cái này là ở trong cái phần pháp tắc thiên địa này có thông tin khiên này anh em này. Ui thôi chết rồi, nó có loan điểu à? Thốn đấy chứ. Ô, suy yếu linh thú rồi. Rồi xong rồi. Hôm nay có suy yếu linh thú, mình đánh nào chỉ trừ 1 thế này hơi cay anh em nhá. Vãi cả trưởng ạ. Thôi sao. Ảo thật đấy, môn phải choáng đánh bằng linh thú. Thế mà dính trừ 1 nhưng may anh em nhá. Đấy là lý do tại sao mà ở trong cái phần thần thông của mình á, là mình trang bị thêm một cái là am muội hỏa. Bởi vì nó có cái thiếu đốt hay bỏ qua là tăng giảm sát thương cuối, anh em thấy không? Nếu không là ối rồi quả đấy đấy. Không đùa đâu. Thế mình tỉnh táo không? À, tỉnh luôn chứ còn cái gì nữa. Phải có tí thiêu đốt nhá. Sau này thì bắt buộc là em chú tước của mình phải
Đột phá linh thú. Tự nhiên quên mất cái cụm từ đấy là cái gì rồi. Nói chung là đột phá lên, nâng cấp lên để nặn hồn. Để cho nó có thêm cái quả thiêu đốt nữa thì mới ok la được, mới không là ối rồi đấy. Bố nào mà có suy yếu linh thú phát là chết dở. Ngày 2 điểm danh. Nước tẩy tiên này. Có mỗi được 10 nước tẩy tiên à. Xem nào. Tẩy tiên. Trời ơi. Tầm bảo Long Cung. Ok, hôm nay tiếp tục là mua hết anh em nhá. Thì hôm qua là mình cũng có vào đây, mình tính toán sai một tí là mặc dù dùng all in hết vào đây này nhưng mà đếch đủ đâu, vẫn phải nạp đấy. Chán ghê. Game như cức ấy. Là sinh nhật sinh nhủng các thứ, cho mấy cái sự kiện để mà nông dân chơi được tí, lấy quả skin phải không? Bắt phải nạp. Thực sự luôn anh em ạ. Tiếp tục pick 2 nào. Ừ rồi, nhưng mà được cái là nhiều bình. Cú thêm một tí bình anh em ạ. À. Cái này là tí nữa múc. Ui rồi, bao này ấy thế. Ao chỉnh thế. Cái gì này? Gói. Ủa hôm qua rõ là có rồi mà nhỉ? À hôm qua nó chưa mở sao chứ? Mù luôn nì. Ok này. Rồi giờ sao? Tìm kiếm manh mối chưa nhận được. Có cái gì nhỉ? Hoa đào vạn dặm. À đủ. Kiểu mini game à? Cái này nào. Nhận. Đây. Bang mình đổi tên thành vạn yêu giới. Holy shit. Cú thực sự anh em ạ. Ép như nào. À ok. Quà. Nhận. Wow amazing. Nhưng mà làm nào để nhận được mấy cái mảnh đấy nhở. Tặng. Nào. Sự kiện này nó là nào đấy anh em ơi. Hoa đào vạn dặm. Hoạt động bắt đầu, sẽ khóa danh sách của chức năng thời gian hoạt động. Qua đạo hữu có thể tưới nước thần cho cây. Cây đâu? Cây. Oh man. Cây. À, dùng cái này để tưới hả? Để xem nào, dùng một trong ba loại thần thủy, nhật diệu, nguyệt hoa. Cái này thì được cái gì? Thế nào? Hiểu lắm. Này thì sao? Mỗi cái 5 phát xem nào. Rồi. À đây. À, cái này là tưới màu vàng này. Tiếp tục cái này là tưới màu xanh này. À, hay. Hay đấy. Tiếp tục đi anh em ơi. Xem nào. 10 phát 1 đi. 10 phát 1. 10 phát 1. À ok này. Ôi giời, nhưng mà tận 800 đi. Vãi thật. 800 cơ. Holy shit. All in luôn nhìn gì đấy. Mình còn 55 à. 55 thì vẫn đủ 16. 16 thì là 15, 48. Ôi à. 18 thì là 54. 17, à, đây 18 đi. Rồi 18 đấy, không hơn không kém. Ok. À mình có thể ấn vào đây để giữ này. Ấn giữ vào đây là tưới nhanh luôn, không cần phải cạch này. Ok, lên được 744 với cả 700 bao nhiêu đấy. Ơ anh em vào tưới đi. Anh em vạn yêu giới. Đấy, hôm nay mình đã nhớ được tên bang của mình rồi. Anh em vạn yêu giới vào tưới đi. Tưới đi để chúng ta có thể là lụm. Hình như là mình vẫn còn đấy. Đây. À, cái này là ngẫu nhiên à? Ồ, hay. Ồ, thế chính tỏ là cái kia là mình nên dùng sau cùng. Sau khi mà dùng cái ngẫu nhiên đấy trước. Thì cái đấy là mình có thể tùy chọn được. Còn thiếu cái nào thì mình sẽ bổ sung vào cái đấy, đúng không? Hợp lý. Ok nhỉ. Nhiều sự kiện phết. Nói chung là
cũng có nhiều sự kiện, nhiều mini game. Mỗi tội cay mỗi một cái là bắt phải nạp có skin Nacha, trong khi đó skin ấy thì đẹp vãi cực trưởng luôn nhá. Bực ghê đấy. Đùa. Vận may ra hôm nay vận may là liên quan đến cái gì? Tầm bão. Chia sẻ một lần đi tầm bão thôi. Tầm bão thôi anh em ơi. Free 4 phát này. Ok. 1 2 3 4 5 6. Rồi, thế là đủ đấy. Nhưng mà hình như còn phải nâng sao, nâng sủng cái gì nữa anh em ạ. Chặt cây. Ôi chặt cây thôi. Chặt luôn. Vé khiêu chiến đầy á. Lại đi khiêu chiến tí nhẹ. 4 phải. Thử nhá, thử sức thôi anh em nhá. Thử. Rồi. Không có suy yếu linh thú thì khả năng là mình ăn được. Kinh đấy. Yêu lực nhiều để làm gì? Đùa với chúng tôi. 3,6 ức đánh luôn 4 ức. Ok la. Đây mình có cái khiên đấy. Ok. Rồi. Múc luôn. À, bạn này chơi phản công này. Tam nhãn chân quân tuy nhiên là chưa thấy phản được mấy do là dính choáng. Ok. Chẳng qua hôm nay mình chiêu bộ thần thông nó hơi đen tí thôi chứ. Nó mà ra được giải thi pháp này hoặc là ra được cái tu la thân này thì có phải là yêu lực của mình lên khoảng tầm 3,8 hay 4 ức rồi không? Hơi tiếc rồi. Không sao, dần dần ra ra thì mình cũng có thôi mà. Vấn đề gì đâu anh em. Lụng luôn. Yeah. Rồi, ok nhá. 3,13 đơn giản. Lụm lúa. Ok. Rồi. 3,62 này. Thế nhìn chung là nếu như build môn phải choáng mà chuẩn bài ấy, thì mặc dù là lực chiến nó có thể là thấp thật, thế nhưng mà đi đánh cùng phân khúc lực chiến hoặc là chênh một tí lực chiến anh em không cần phải lo. Lụm được hết. Ok không anh em? Trọng này. Rồi. Qua là mình không có nhiều thời gian để mình cày quốc như anh em thôi. Mình có nhiều thời gian thì mình vẫn thọt như vậy thôi anh em ạ. Gói tạ ơn nửa năm 2. What the fuck? Tên cái gói ảo ma Canada vậy, nhưng mà có quà là cũng được. Thì luôn. Cú. Ok. 11 rồi này. X10. Con thua. Kích một phát. Không ăn thua. Trong này còn cái gì nữa nhỉ? Mừng nửa năm này. Qua chưa điểm danh anh em ạ. Lỗ mất 20 tái kiến à. Ok vậy. Ủa? Nhớ không nhầm hôm qua vừa có ông thiên đạo gì ấy nhỉ? Hôm nay lại thấy thăm pờ cái gì này. Hay là ông thiên đạo trong cái khác nhỉ? 1 năm đồng hành. Rồi, thả vào đây đi. Lụm thêm anh em ơi. À, lụm thêm như được 2 cái. À, đúng. Đen lồng này. Thêm phát nữa. Lên được không? Lên đi. Hay quá. Lụm luôn chứ còn cái gì nữa. Hoa đào vạn dặm. Đầy sở hồi. Tuyệt cả là voi. Ui. Có khi nào mình chính là người cuối cùng để giúp cho cái cây của mình lên cấp không? Nghỉ lắm. Có thể lắm chứ. Rồi đây là còn thiếu. Ôi cái này đầy rồi này. Cái này còn thiếu 8, cái này còn thiếu 11. Ok. Hôi bình. Fuck. Cây thực sự anh em ạ. Để lại tiếp tục. Có. Cái. Thôi anh em nào ấy đi, anh em nào cho mang vào tưới nốt của mình cái. Pháp tắc này. Ok. Pháp tắc thiên địa. Đấy rồi. Vẫn tiếp tục all in vào cái này anh em nhá. Choáng cảm phần công các thứ này. Cảm ngộ đi. Cho ra cái dòng tím dòng cam đây.
Cáng bạo cường hóa trị liệu mới vãi nháy. Liên kích công hồn cầu. Ui dồi. Chịu. Này chắc phải tích lũy nhiều tí chứ không chơi cứ lẻ tẻ này mình thấy là không ăn thua lắm anh em ạ. Được thôi, 100 cái đúng không? Chơi luôn đi. 1 2 Ui! Cáng choáng mới đau chứ anh em. Cáng choáng thì mình có cần quái đâu nhỉ? 15% này. Giá như nó là kháng né là tốt, nhưng mà cứ thay cái nhỉ. Thay cái. Tăng nhiều thực sự luôn á. Tiếc ấy nhỉ. Thôi, cái dòng đấy để yên đấy anh em ạ. Chuyển sang cái này đi. Cảm ngộ cái này đi. HP này, thay luôn. Tăng nhiều thế. Ủa. Né à. Cách chơi né. Hết. Ôi, anh em thấy quả được không? Hôm nay reset khá là hên đấy. Mỗi tội là ra hai dòng như bíp thôi. Còn đâu cái phẩm chất của nó là như vậy là cũng hên rồi. Ok. Chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là chơi tiểu yêu tờ đạo cùng với mình nha.